bán dứt là nghỉ trơn, ới dứt là nghỉ trơn rồi. Dạ. Rồi bây giờ không có ai bán hết trơn. Dạ. Cái này là dắt chui trong này là ma nhát đó. Để bán tập quá nè mọi người. Chui nướng đi. Trái 5.000, 100.000. Ngon quá. Trời, cái mày dinh đi nha. Lớn dữ. Kha xin chào mọi người. Hiện tại Kha đang có mặt tại chợ Phú Vĩnh. Chợ Phú Vĩnh này là thuộc thị xã Tân Châu ha mọi người. Chợ Phú Vĩnh này cách xã Tân Châu khoảng 6 cây số. Thì chợ này cũng là cái chợ quê nha, rất là lớn luôn. Đây là toàn cảnh trước mặt chợ Phú Vĩnh. Đây ta bán đầy đủ mặt hàng cho cả nhà ơi. Đồ ăn, bánh mì. Bánh mì thịt. Này là khóm dưa hấu. Chui nướng đi. Trái 5.000, 100.000. Ngon quá. Đi vòng ra mua ủng hộ chị ơi. Để bán bún cá. Hai dãy bên đây bán vật dụng gia đình. Xà bông. Bán đầy đủ hết trơn, không thiếu gì hết. Đây có cái trong lòng chợ của Phú Vĩnh thì có bán giày dép. Chúc Kha sẽ vô quê lòng chợ cho cả nhà ha. Mình đi ở ngoài đây trong lòng chợ nè. Sau chợ Phú Vĩnh là một cái chợ cá và chợ nông sản, hải sản. Đi cam. Sao chợ Phú Vĩnh là chợ tạp hóa, bán dầu ăn đường này nọ đó mọi người. Thank you.
bông lan, những bông lan. Đây cá lóc nướng. Nem nướng cái gì vậy sư huynh? Quá ngon luôn, thơm quá thơm. Ra sau là chợ nông sản và chợ cá và chợ hải sản. Để sạch trái cây. Quay bà bảy, bà bảy là bà nào? Dâu 2, 4, 6, 4, 7, 10, 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
Tôm phụ cá lóc chè chè nông sản rồi. Trời, cái mẹ dinh gì vậy? Lớn dữ. Dạ em qua YouTube. Không có chuyện gì trơn hả? Không có chuyện chứ hả? Ừ, hỏi cá này cái gì chị luôn kia luôn. Cái này cái sao mang cái nuôi hay sao? Tao quay tao nói chuyện lên trên tao tôi.
quay em lòng một tiếng nước ngoài. Dạ. Quá trời luôn rồi. Dạ tên con là Kha đó đây. Dạ. Dạ, dạ. Văn nghệ quá trời, cái này quá mạnh rồi. Quá cá, ngon quá ngon. Đây cá sạc hỏi nè. Cá hương. Chủ Vĩnh này cũng lớn lắm nha mọi người. Thì không mới giáp luôn. Thì cái cây. Cá lóc. Đây là cá mè Vinh. Ốc kính thưa cá lóc luôn. Trời cá mè Vinh quá nhiều luôn. Khoai. Ủa. Kha đi quay ra cái đường khác cho mình quay tiếp cho mọi người nha. Như là dưa chuột đây. Để quay về cái đường bên hai đường ha mọi người, chợ Phú Vĩnh mình nó tới hai ba đường lắm. Đây mình đường thứ hai nè, đây là bán đầy đủ hết trơn. Cô
này con gì em gái? Con cúc hả? À. Con cúc. Kính thưa các loại pro luôn. Bán tập quá nè mọi người. Tìm để bán quần áo. Dạ. Dẫn mọi người vô lòng chợ nha. Trong lòng chợ mới bán gì, trong lòng chợ bán quần áo. Dạ. Quay cái chợ đẹp không? Câu hỏi. Đây là chợ Phú Vĩnh, bán dãy nè. Bán nhất là nghỉ chân, ớ nhất là nghỉ chân rồi. Dạ. Rồi bây giờ không có ai bán hết trơn. Dạ. Cái này là giấc chưa, trong này là ma nhát đó. Quay lên đại kia đại ca. À. Dạ, em quay YouTube. Dạ không. Trong lòng chợ thì bán giày dép, quần áo. Nhưng mà rất là thưa mọi người. Còn có mấy, có còn mấy hộ à. Mấy tiểu thương ngồi trước à. Bên đây nè, thấy không? Thì chợ Phú Vĩnh thì Kha cũng chia sẻ với mọi người là nó cũng lớn, nhưng mà cũng so với những cái chợ thành phố thì nó không bằng. Thì đây là Kha chia sẻ cái chợ quê. Đây là trước mặt chợ là cái chợ thực phẩm, chợ ẩm thực, xin chào mọi người. Thì Kha cũng xin kết thúc video đến đây ha mọi người. Trước khi kết thúc video á, mọi người nhớ cho Kha một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc buổi sáng mọi người một ngày luôn luôn may mắn. Thì thường thường chợ quê thì nó bán những mặt hàng như nông sản, rồi chợ hải sản, quần áo, rồi chợ ẩm thực. Đây là chợ Phú Vĩnh nè mọi người.